Tôm tự heo VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game lâu ngày chúng ta không thấy nha các bạn. Đó là con này con gì quên tên rồi, nhưng mà admin đặt nó là con em Tân Ngữ Kiếm 2 ha. Ok, giờ game có 4 lát nhân vật nha các bạn. À, chắc nhiều anh em chắc cũng biết ha. À, Phá Quân, Thiên Sát, Mạc Cầm. À, ổ Mạc Cầm để nó ra nó phải đánh đợt chứ ta. Đúng không? Đúng rồi. Ở Mạc Cung hả? Ok, Mạc Cung và Thiết Cầm. Ok, sorry, hơi sai, hơi làm gì ghê vậy. Wow, màu xanh nước biển. Ồ, không, màu xanh da trời. Nè, coi nè, coi nè, coi nè, coi lại nè. Đây, không phải thằng này. Đây. Trời ơi, game làm đồ họa 3D sát chuẩn vui. Đời thật quá. Đây, nhìn nè, đó. Đó, màu xanh da trời. Ok luôn, ông nào thấy kịp không? Không thấy kịp thì thôi nha. Ok, vì lẽ đó nên chúng ta sẽ chơi con Mạc Cầm nha. Nào, vô game nào, quỷ ơi. Vô. Ok, đầu vô chúng ta sẽ chạy nhiệm vụ tân hữu nào để coi phiên bản này sẽ phi cho chúng ta những gì ha. Lâu lâu thấy con này nên là up cho anh em luôn. Đó. Mấy bữa trước có vài anh em nhắn tin hỏi thì đây, hôm nay đã có rồi nè anh em. Ok. Nào, tới luôn. Nó. Rồi ôi, đầu vô thấy hình như nó có VIP 31 hả ta? Wow, ủa cho xác, mát VIP luôn hả? Đúng rồi, ê, nó không cập nhật. Để hot ra vô lại coi anh em. Đâu rồi, đây. Thái Bình Thiên Quốc. À, ok. À, góc của nó nhớ rồi, là Thái Bình Thiên Quốc. À, ok anh em. Rồi giờ hót ra vô lại, không biết là nó có cập nhật được cái con kia không nữa. Ủa sao nó vẫn không cập nhật được cái này ta? Cái nè. Trời ơi, ok thôi kệ nó đi. Đó, nhận full VIP là được rồi. Ủa, mà cái này heo đang ở trong server test, không biết là server chính thức, không biết nó có cái này không ta? Ok man. Cái túi đây. Sắp xếp, mở hết quà luôn ha. Rồi sắp xếp, wow, được 5 triệu kim nguyên bảo khóa, 1 triệu kim nguyên bảo thường các bạn ơi. Ok, nhưng mà, ủa, mở hết túi luôn rồi hả? À, rồi, ok nè. Well. Đấy, thấy chưa, trời ơi, chơi nhân vật này là chính xác. Chúng ta đã thấy được một số thứ. Đã nhận gói, nó màu xanh da trời nữa kìa. Đó, tinh mắt mới thấy nha, yếu là không thấy được mấy thứ đó đâu. Rồi, mình nhận hết quà luôn hả ta? Hết rồi, ok. Bây giờ để nó tự chạy nhiệm vụ ha, chúng ta đến với thông tin server cái nha các bạn. Nào, chúng ta có Tân Ngữ Kiếm 2 khai mở máy chủ Trường Sơn. Thời gian 18 giờ ngày 29 tháng 10 phi VIP săn boss rơi kim nguyên bảo nạp. Wow, ghê hả? Tải game Thái Bình Thiên Quốc .com, nhập code cũng tại Thái Bình Thiên Quốc .com ha. Sự kiện đua top diễn ra mỗi tuần, đua top 3 ngày, top lực chiến, top 1 10.000 quân công, 20 triệu kim nguyên bảo, vũ khí thập bát. Top 2, top 3, à 3 ấy thôi. Rồi tham gia 3 hoạt động nhận code riêng kim đỉnh cho gia tộc. À, đại đế, tranh vương, tam quốc hỗn chiến. Đây có Tân Hữu, đây Trường Sơn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Event like xe nhận thêm quà nữa nha các bạn. Wow. Ok, lâu lắm rồi chúng ta không thấy con này đúng không? À, nhưng mà bây giờ cái vậy thì sử dụng. Ok. Sử dụng lên được một ít. Còn cái này làm sao để mặc ta? À, cấp 30 lần hả? Dạ.
Game này lên cấp hơi bị ít nha. Ok, nhưng mà bây giờ để đi nhập mấy cái code này cái đã. Nạp thẻ. Nạp thẻ là tự động đăng nhập vào thôi. Ok, đã vào game. Tiếp code, nhận gen nữa. Gen này chắc mấy mốt đổi ra được kim nguyên bảo hay gì á. Ok. Rồi, S2 nhân vật. Ồ, có code thiệt nè anh em. Ok, hình như là tới hồi nãy chúng ta nhìn không nhầm là nó tới 6 code lần. Chưa tính code lại xe nữa ha. Code lại xe nữa là 7 code. Nào. Đây, kim nguyên bảo. À, kim nguyên bảo nạp. Rồi, này gì đây? Danh tướng. Ok, danh tướng tiếp. Rồi cái này gì ạ? Thời trang hả? Tiên tiến võ hả? Ok, thời trang. Thời trang luôn. Ồ, oh, thời trang này đẹp hơn nè. Wow. Ok, nào nào. Ủa, ủa quà VIP 6, 7, 8 đâu còn trong này vậy trời. Ủa, alo. Cái gì đây, kim nguyên bảo. Ok, được 300 ngàn nữa hả. Thời trang. À, cái này là cái skin ấy. Ok, thời trang, ơi lấy cái thời trang này đi ha. À, ăn như vậy đó hả, lực chiến nó lên nè. Ok, sẵn up lực chiến luôn. Mà đó, đó, lên luôn ha. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Ê. Nhưng mà danh tướng hình như mình chưa đủ cấp để mà mở mà. Đó. Trời ơi, vô là thấy Free Max VIP 31 cộng với 6 triệu kim nguyên bảo thường và kim nguyên bảo khóa là thấy là vui rồi. Ê, nhưng mà cái viên kim nguyên bảo hồi nãy là có tính vô kim nguyên bảo nạp không ta? Nếu mà nó tính vô kim nguyên bảo nạp được thì ngon đấy. Thơm nha, thơm nha. Được ạ. À. Rồi, ok, tới luôn. Bệnh gì đâu cử đúng không? Đó. Lụm luôn nè anh ơi. Lụm luôn nè. Lụm luôn nè anh ơi. Ôi lực chiến chắc chút mình ra mình coi lại lực chiến lên dữ lắm luôn á anh em. Wow. Trong khi đó thì cũng đã xin luôn code like xe rồi hả. À có danh tướng hoàn thành nhiệm vụ cấp 28. Đây thời trang nè. Nhưng mà ok rồi. Ô lực chiến lên máu nó cũng lên một phút luôn. Lên được 2, 4, 6, 1 triệu 2 lực chiến rồi. Nào nào. Nhưng mà bây giờ phải chạy nhiệm vụ lên level cao hơn hả. Ok cũng được luôn. Đây bây giờ là mở chế độ 3D ha. Đó. Rồi sẵn nhập luôn code like xe cái đã. Code like xe thì anh em nhắn tin cho admin để lấy ha. Là code này heo không có show được. Nhập code xong thì đây quà code like xe. Ô oh, 50 con danh tướng hả. Wow wow. Ok nha, ok nha. Trời ơi à. Giờ thì ai có thể cản được mình nữa các bạn. Gì đây? Chém đứt dây chối của nó, cứu nó. Ừ, ẩm về. Chỉ có thể nộp. Trời ơi, giao chứ. Giao trả lại chứ sao gọi là nộp. Trời ơi. Trời, bắt cóc mỹ nữ luôn. Ô, tính là quà nạp luôn nè anh em. Ê, nè 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 nè. Ô, ăn cái kim nguyên bảo hồi nãy nó tính vô quà nạp luôn. Wow. Thật là vi diệu. Nhưng sao quà VIP bây giờ nó còn hiện đậu xanh lòng. Ok có cái cánh luôn nha. Con cào cào có cái cánh cao cao nè ha. Đó đó đó. Ồ ồ ồ. Hú cởi kim nguyên bảo đồ quá trời luôn. Nhiều quá vậy. Giờ nguyên liệu không đủ gì tùm lum hết vậy trời. Rồi lụm nữa ha. Lãnh quà luôn. Đó phi phong luôn. Ok. Ồ, nhưng mà hồi nãy mình có cái cánh đẹp lắm mà ta. Sao không mặc mà đi lấy cái cánh này. Đâu rồi. À, chưa mở cái cánh. Trời ơi. Ok, nhiệm vụ còn dài mà. Phiên bản này cài nhiệm vụ hơi bị đuối tí thôi anh em ơi.
chứ còn lợi là thấy cũng ok đấy. Ồ, tích nạp nữa nè anh em. Trời ơi, lạnh nữa nè. Quá trời luôn. Ok, ok, đúng rồi. Đúng rồi, lạnh quá thôi. Ủa, còn lĩnh được nữa không? Sao nó ghi là nó kêu vô đây lạnh tiếp mà giờ ra đây thì người ta bảo là chưa đủ điều kiện. Trời ơi, tích nạp nữa nè. Trời ơi, tích nạp nữa nè. Quà nạp lụm quá trời luôn anh em ơi. Ok nha, ok nha. Ôi ôi. Lẹ nào, lẹ nào. Gì đây, mở chương thứ tư rồi hả? Nè, nó kêu vô nè, hoài nè mà. Chứ đây, phúc lợi, điểm danh ra Kim Nguyên Bảo không đây? Kim Tiên Hoa Hồng, bổ sung tất cả. Ok, hình như là ok, ok, bổ sung tất cả. Ồ, oh, ngon lành đấy, ngon lành đấy. Quà level. Ủa sao nó chỉ vô đây có quà nữa mà sao mình vô mình không thấy quà ta? Đây, kỹ năng tự động nâng cấp hết. À, tự động nâng cấp của thằng này thôi đó hả? Đậu. Rồi mấy kỹ năng kia cũng nâng lên luôn chứ. Đó, đúng rồi, trời ơi. Đó. Tự động nâng cho tụi nó. Ủa, hết vàng rồi hả? Trời ơi, mở kỳ chân cát sớm luôn nè. Đâu, kỳ chân cát có bán vàng, có bán gì không nè không? Đây, 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 đồng thôi, ơi. Tới số với bạn luôn rồi, bạn ơi. Mua nè, đó. Trời ơi, đồng hả? Một ức luôn, trời ơi. Ủa đâu, cái này là một ức chính rồi đó. Nè, cắn hai ức, đây nè, đây. Đó, ba ức, ok, mua khoảng chừng 2 tỷ kim nguyên bảo là xài vô tư rồi hả Lộc? 2 tỷ đồng là thấy là xài nâng cấp đồ là vô tư rồi. Trời ơi, cái này nó thêm được một con số 9 nữa, 4 con số 9 là ngon ha. Trời ơi, có tiền vô mua cái gì cũng được mà mát VIP nữa chứ. Nhận full phúc lợi luôn. Đó, thời trang rồi quà nạp nữa chứ. Ôi dồi ôi, danh tướng nữa. Mên mông các bạn ơi. Ok, ok nha, link heo để dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì tải về nha các bạn ơi. Nào, 1, 10 ức, ok, 10 ức thấy dư dư xài rồi đó. Đó. Rồi, ok nha, anh em nào có chơi thì tải về, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, bye bye.